bá đạo này, luân hồi nhập hồn hết. Ôi giời ơi, con ôi giời ơi. Còn mẹ. Cái này cái súng của tôi gần như không có tác dụng với nó rồi. Có khi tôi về á. À. Đây là hành xác cấp 1 rồi chứ nhỉ. Mẹ. Xác cấp độ 1 rồi. Xác. Ông mẹ có lấy này ông cộng 50% đam nhận vào nhưng mà cộng 3 hút máu này. Thôi 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 thôi. Đột tử đấy. Giờ này cái này nó đột tử thôi, ông lấy ông đéo đi. Thế ông có lấy không? Không. Thực ra con ông lấy được ấy, bởi vì ông đứng xa mà. Tôi nghĩ chỗ map này tôi không đứng nổi đâu. Thế bây giờ vứt ở đây à? Mang vào trong rồi vứt chứ. Từ từ nó mang vào trong tên chỉ dạy này là cái gì? Ok, mang vào trong tôi sẽ vứt đó. Đây là số đồng nhận được mà. Số đồng nhận được cộng 50% mà. Đéo hiểu. Ừ. Vứt mẹ đi. Tôi cần đéo thì số đồng nhận được. Cứ đi vào. Vào trong rồi vứt này. Thì thế nên mới vứt chứ. Lúc đấy nó có cái đổi cái ấy thì đéo dụng, đéo mang cái đổi. Đổi lấy 200 đồng lấy. Thịt mẹ lại đâu phải rồi rồi ơi. Tôi đã này ạ. Tài 3 lần nữa. Bắt đầu chụp rồi. Người đó đây. Đau quá, đau. Người ra đây. Đau quá. Ôi ôi, ôi ôi. Cái lửa đau quá, cứu. Ui, tôi chết nhanh đấy. Đi, mày xuống, mày đi trên cứ. Ui, đau quá. Đi, cơ mẹ lúc này, khó chịu thấp đấy. Không hút máu, không hút cái gì cả. Rồi, xong rồi, cứu. Đi, đi, mẹ. Xả quá. Mẹ ông ngồi bách cấp siêu ông mới cầm mẹ trên người mình. Mà chết. Giết nhanh quá. Con gấu ấy đi chậm. Mày đéo có tác dụng ra đâu nghe. Gấu trong cái đéo gì. Ôi tôi xong, tôi xong. Rồi xong mình gần hết. Mình ơi xa quá, mình ơi xa quá, mình ơi không cứu được. Thôi đừng hồi sinh, địt có mẹ tầm này đừng hồi sinh, mất tiền. Chiến đấu đến cuối cùng. Thật. Chiến đấu rồi. Chờ đó. Lại vừa nó. Nó là phun lửa của người đó đâu nhỉ? Ăn được. Ôi chó lại đến phun. Chói được cứt. Ê quanh đâu? Kẻ đấy. Nó đẩy á. Mày á. Đây không? Ôi ngoài tay quá. Ui đi con mẹ nó phát em một phát gần chết ạ. À. Bao game đi mình, bao game đi tao ngoài tay quá. Ôi thử xong. Cứu em nhá, tôi định cứu em đấy. Ông anh. Tao gãy, mẹ tay cái này phải bấm giữ cho nó đéo mắt. Khô mấy cứt. Khô quá. Mình gửi tao phần mềm auto click cái tao một tay. Ờ. Mày chết rồi, tao chỗ đấy tao đéo cứu ở đâu mình ạ.
Đâu rồi, nó biến. Mẹ cứ nhắm vào em đi. Không nhắm vào mày, mà nó nhắm vào tao, tao chết mười đời. Ui, này thì không nhắm, này thì nhắm. Trận này có nguy cơ thắng được. Ở mạnh đéo cái trận bot đang bị nhiều mà trận bot toàn chết. Đúng rồi. Vô. À. Quá tay quá. Cực. Cái tay làm lại cái tay rồi. Ui trời. Ôi đi đây. Chạy chạy. Ui, nó phạt, em. Ông mạnh rất là nhiều đam, mức nào mà chết đầu tiên. Đoán đừng mua xít gâu. Lắp đoạn đấy. Mày. Ôi xong. Nó không tích nhạc. Ôi em sao phải đạn gì ạ? Anh phải đột quyết ngay cho em cái kia để em lấy đạn. Tao mà không dùng thì từ nãy giờ tao hết mẹ đạn. Cái đạn này, đam to mà. Random boost it go. Random boost it. Mẹ không còn đạn nữa đi. Ôi ơi. Thế mày dụ nó một lúc nữa để tao ném ra. Rồi 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 rồi. Địch vẹn. Tao mày cùng chỗ nhau ạ. Ném ra. Đâu nhỉ? Đi về đâu thế? Để con vẫn chưa chết à? Chưa. Vứt rồi, mình em vứt rồi, vứt rồi, vứt rồi. Đâu, 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 đâu. Để. Đây. Cái đấy cái gì? Mày chết. Đạn, 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 em nó chết đạn. Không vứt đạn. Ui, mày cứt. Ôi trời ơi. Cái bồ đi con mẹ. Úi giời, nó đẩy của mày vẫn trúng rồi. Vứt rồi, thì mặt mình lại chết. Gắn đừng bút xít đâu, gắn đừng bút xít đâu. Em đủ đủ. Nhắm đủ thứ ba. Rán đừng có xin câu. Rán đừng có. Ôi dồi. Tôi bỏ tay quá, cái súng của tôi cứ phải bấm mày ạ. Nhau giữ được. Kìa rồi mỏi. Ây. Quá. Ôi xong ui. Rồi. Ôi tôi xong rồi nó tử rồi. Mày sao có gì em mà tìm kia? Tôi ném đủ thứ vào mặt nó. Ném vào mặt nó đéo mất. Thì tập về thôi. Phát. Ui, đánh chút. Ui. Đứng, đứng. Đứng, đứng. Đứng lặng im. Ôi trời. Chạy. Ờ. Hình như tao vừa ngưng nó giữ chừng hay sao. Được xong. Cái này là cái này có mạnh. Cái này. Cái thuốc lại không biết là ai. Ôi tôi bị đấy. Nó trường có 50 trăm máu đấy. Ờ em có nhặt rồi. Nặng thế quá. Mạnh đam khỏe nhưng tan các boss đang chết thì làm ăn cái cực như mạnh. Ui ôi, 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 cứu, cứu, cứu. Sai. Ui ôi, ui, xa quá con. Xa quá, xa quá. Cứ, cứ cố lên. Nó cũng đẩy ra, nó cũng đẩy nhanh nhanh, 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 nhanh. Ui, tôi xong rồi. Nhanh, 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 cứu được, cứu được. Ê. Em mà sống dậy nó chết. Thôi, khói đi. Hình như chói nó khựng được nó. Nó khựng lại thôi nhưng mà nó không phá kêu đâu. Nó vẫn tiếp tục kêu thôi. Lại mà nó khựng lại được không nửa giây. Mấy ra để cho em. Để được rồi. Ui dù dù. Mẹ. Đầu đến khoảng cách cuối cùng. Nó sắp chết rồi. Ôi xong rồi. Ui.
áp sát tôi chết luôn, biết tên vứt bố búp với ra nhưng mà ông vứt ra thì cũng chết bây giờ phải chục lần rồi đấy anh ạ. Ông ôi sao ôi phải cứt ôi trời ơi. Ôi để em kiếm á. Đấy nhìn như ăn mấy cái lúc phải mà ông cũng đấy thì ông chết mẹ lên nghe răng rồi đấy rồi. Mà sao tôi máu tôi được hồi nhỉ? Mẹ nhỉ? Kéo nào. Máu tôi cứ được hồi nhỉ? Máu tôi được hồi nhỉ? Cái gì vậy? Kéo nào em không được máu. Trời ơi biết ông nhìn xem tôi, ông nghĩ tôi thành tôi người đọc bách à. Ôi xa quá. À đấy ông cũng đọc bách kéo gì này. Chú em ơi, cố lên đi ơi. Ui, nó còn đẩy ra. Khi ông bị đánh, à, ông bị đánh rồi, rồi lại máu trong 3 giây. Quá. Rồi, đấy, đi từ thằng rồi. Khi ông bị đánh, ông cứ được hồi lại máu trong 3 giây. Thằng Minh ông nhập cách đạn của mình, cho quá chết. Cố lên đi, cố lên. Ui trời. Ông đéo không quay kia, ui giời ơi, ông quay đồng an toàn, đéo có hy vọng. Có nên hồi sinh không? Thôi hồi sinh đéo gì. Khó quá. Ông mạnh đạp rồi đến cuối game chết. À đến boss chết. Con chó này nó bị một cái là nó về kiểu vào cuối game thì nó kiểu nó không có cái chiêu gì để hồi lại kiểu như con thỏ hay là con mèo đều có cái chiêu kiểu để hồi lại giáp ngay lập tức ấy. Còn con này thì đâu có. Trời hết tăng theo mình. Luân hồi bây giờ nó khó quá. Cái này gì? Giảm sát thương dư thừa gánh chịu khiên và áo giáp bị vỡ kích hoạt. Lại khi cái đấy em nâng đấy, cái đấy. Em nâng lên phải tôi cứ nâng ngay nhá, nâng điểm đi. Tôi bây giờ mới đang nâng cố nâng thêm một bách thủ.